Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay công ty Ngọc Thạch Thảo xin giới thiệu với mọi người tác phẩm Tượng Đạt Ma Thạch Anh Xanh. Tác phẩm có mã số 105-000-272. Tác phẩm có kích thước cao 37, ngang 22, sâu 12cm. Tác phẩm được tạc từ đá Thạch Anh Xanh nguyên khối khắc họa hình ảnh tổ sư Bồ Đề Đạt Ma uy nghiêm, dữ tợn với bộ râu dài xòm xoàng, khoác áo choàng, đi chân trần, tay dùng thiền trượng quẩy một chiếc giày rất lớn sau lưng. Tượng được tạc thủ công rất tỉ mỉ sắc nét. Tượng tổ sư Đạt Ma thường mang tướng mạo hung dữ, đôi mắt luôn trợn trắng, mày quặm lại bởi theo quan niệm. Tượng Đạt Ma có thần thái càng hung dữ sẽ có hiệu quả trấn trạch càng cao. Có thể nói, khi điêu khắc một pho tượng Đạt Ma đẹp, người nghệ nhân gặp khó khăn lớn nhất là điêu khắc đôi mắt ngài. Tượng Bồ Đề Đạt Ma gắn liền với thần thái dữ tợn được các nhà phong thủy xếp vào hàng những pho tượng có tác dụng trấn trạch tốt nhất. Đặt tượng Đạt Ma trong nhà không chỉ ngăn chặn được năng lượng xấu ảnh hưởng đến gia chủ mà còn có thể tăng thêm sức mạnh cho gia chủ, tránh được tà ma quấy nhiễu. Quý anh chị và các bạn nếu quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ công ty Ngọc Thạch Thảo qua số điện thoại 0283 713 8927 hoặc 090 290 6989 để được tư vấn cụ thể hơn.